Thưa quý vị, những ngày đầu năm mới 2022, giá lợn hơi tại 3 miền đồng loạt chững lại. Hiện giá các miền đang phổ biến trong khoảng 45 đến 48.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay phổ biến trong khoảng 45 đến 47.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên, Hà Nam và Ninh Bình cao nhất đồng giá 48.000 đồng 1 kg. Tương tự tại miền Trung trong khoảng 46 đến 48.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Nam, giá lợn hơi có nhỉnh hơn, dao động quanh ngưỡng 47 đến 49.000 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, từ nay tới rằm tháng Chạp, giá lợn hơi có thể sẽ được cải thiện do sức mua tăng cao trước Tết Nguyên đán. Giá cà phê khu vực Tây Nguyên tuần qua tương đối ổn định trong khoảng 41 đến 42.000 đồng 1 kg. Đây đang là mức giá cao nhất từ năm 2011 trở lại đây. Nhưng người trồng cà phê thì vẫn đang mong đợi mức giá cao hơn do chi phí sản xuất gồm vật tư đầu vào, phân bón và chi phí nhân công chăm sóc thu hái đã tăng vọt trong niên vụ vừa qua. Hiện là thời điểm nông dân chuẩn bị tái đầu tư cho niên vụ mới. Tuy nhiên, các loại phân bón đều tăng từ 60 tới 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt có loại tăng đến 200%, khiến nhiều nông dân đang lưỡng lự vào vụ chăm bón mới. Ngành nông nghiệp Đắk Lắk khuyến cáo nông dân nên đầu tư sản xuất cà phê hữu cơ, trồng kết hợp cây tiêu, cà phê và sầu riêng nhằm quản lý dịch bệnh tổng hợp, đồng thời cắt giảm chi phí sản xuất. Hiện nay, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đã cho thu tới 4 tấn tiêu và 3 tấn cà phê trên 1 hectare đất vườn. Với giá hồ tiêu tăng mạnh và giá cà phê đang cao như hiện nay, năng suất này đảm bảo nguồn thu khá cao cho nông dân. Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên thời điểm này phần lớn các vườn trồng tắc kiểng ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bán hết cho thương lái. Bà con cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bà con chủ động giảm số lượng và chuyển sang trồng cây hạng trung để dễ bán. Giá bán năm nay thì cũng ổn định so với năm ngoái nên bà con rất phấn khởi. Ông Trần Tuấn Kiệt, ngụ ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, Tết năm nay vườn nhà ông trồng hơn 700 chậu tắc kiểng. Để dễ tiêu thụ, năm nay ông Kiệt chỉ trồng các chậu tắc kiểng có chiều cao dưới 1 mét thay vì trồng những cây tắc kiểng có chiều cao hơn 2 mét. Ông Kiệt cho biết, từ cuối tháng 10 âm lịch, thương lái đã tới mua, hiện tại vườn của ông đã bán hơn 500 chậu. Tùy vào độ lớn và số lượng trái trên cây, giá bán dao động từ 120.000 tới 180.000 đồng. Ngoài vườn của ông Kiệt, một số vườn khác cũng đã tiêu thụ được mạnh trong những ngày qua. Do đòi hỏi công chăm sóc và kinh phí đầu tư khá lớn, phải trồng gần 12 tháng mới bán, lại đòi hỏi kỹ thuật cao trong xử lý ra trái, nên tại làng hoa Sa Đéc, ngày càng ít người trồng tắc kiểng. Do vậy, những năm gần đây, tắc kiểng là một trong những mặt hàng trưng Tết khá đắt hàng ở làng hoa Sa Đéc. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thị trường nông sản cũng như nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng tăng cao. Vì thế, hợp tác xã ở các vùng chuyên canh rau sạch của thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trước dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Nông dân một số vùng ven đô đã quy hoạch diện tích cũng như xây dựng kế hoạch quảng bá nông sản trên các nền tảng thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa chuyên nghiệp, vừa để thích nghi trong điều kiện bình thường mới, vừa hướng tới phục vụ thực phẩm tươi ngon để người tiêu dùng yên tâm đón Tết. Đây là những luống rau mà hợp tác xã rau sạch Chử Tâm, xã Văn Đức, Gia Lâm, thành phố Hà Nội canh tác phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng thủ đô vào dịp Tết. Đã từng trải qua những khó khăn của làn sóng dịch bùng phát lần thứ tư hồi giữa năm 2021, vì thế ông Tuấn cùng các thành viên hợp tác xã đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Thì cũng đã bố trí bên cái tổ sản xuất để cân đối cái lượng đất và cân đối cái số lượng hàng mà ra hàng ngày. Nếu như Tết này mà dịch bệnh ở mức độ cũng như thế này thì hợp tác xã cũng sẽ cung cấp ra thị trường một ngày gấp đôi như bây giờ. Bình quân hiện nay hợp tác xã này cung cấp khoảng 4 đến 5 tạ ra thị trường, nhưng với dịp Tết này thì có thể cung cấp lên tới 1 tấn một ngày. Ông Tuấn, giám đốc hợp tác xã rau sạch Chử Tâm khẳng định vẫn có thể tiêu thụ rau sạch thuận lợi tới tay người mua, kể cả dịch COVID-19 rơi vào kịch bản xấu hơn, phức tạp hơn. Thì hợp tác xã đã có những cái kế hoạch là ứng phó với những điều kiện xấu nhất, là hợp tác xã vẫn bán online và đặt với các cửa hàng tiện ích là sẽ có người vận chuyển và cung cấp cho đầy đủ cái số lượng hàng mà khách hàng đã đặt với hợp tác xã Chử Tâm. Đây là rau sạch Chử Tâm này. Và đây là rau 30 muỗng cói, không thuốc trừ sâu, không thuốc diệt cỏ.
cho rau. Phân thì hoàn toàn là phân hữu cơ. Những ngày này, anh Ngọc là phụ trách marketing của hợp tác xã rau sạch Chữ Tâm, liên tục có những buổi livestream ngay tại đồng ruộng. Với nền tảng này, hợp tác xã đã chốt được các đơn hàng đặt rau sạch ăn trong dịp Tết, cũng như theo dõi tiến độ thu hoạch rau. Bọn tôi cũng đã có cái chuẩn bị là làm những cái set rau bao gồm ăn theo ngày này, ăn theo tuần này và ăn theo tháng đấy, để đưa lên cho các cư dân và các người tiêu dùng lựa chọn. Những người nông dân ở những vùng sản xuất chuyên canh như hợp tác xã rau sạch Chữ Tâm đã vượt khó để duy trì và phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trong suốt thời gian qua. Vì thế, để đón Tết thuận lợi và ấm no thì xây dựng kịch bản tiêu thụ nông sản, chủ động ứng phó sẽ còn tạo ra cơ hội cạnh tranh cũng như lợi nhuận cao hơn cho những người nông dân thời Covid-19. Chiều qua mùng 3 tháng 1, hơn 2,5 tấn bánh mứt không rõ nguồn gốc xuất xứ với trị giá khoảng 100 triệu đồng đã bị công an thành phố Đà Lạt tạm giữ sau khi kiểm tra một số cơ sở buôn bán trên địa bàn. Số hàng hóa trên được đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Lâm Đồng phát hiện tại bãi tập kết hàng hóa tại phường 11 thành phố Đà Lạt và qua kiểm tra hai hộ kinh doanh tại đường Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Công Trứ. Các mặt hàng gồm thực phẩm, mứt sấy khô, bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ được tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tính từ thời điểm nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận hơn 22.000 ca COVID-19. So với trước đó thì số ca lây nhiễm đã tăng gấp hàng chục lần. Tuy nhiên do tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao nên số bệnh nhân chuyển nặng lên tầng 2 và tầng 3 thì ngày càng ít hơn, hiện chỉ gần 20%. Báo cáo từ các bệnh viện điều trị COVID-19 cũng cho thấy bệnh nhân chuyển nặng chủ yếu là người tuổi cao, có bệnh lý và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Bệnh nhân 68 tuổi ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức đã điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19, Trung tâm Y tế Long Điền hơn 2 tuần. Bệnh nhân phải điều trị tích cực, sức khỏe bệnh dần ổn định nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, chỉ số nồng độ oxy máu ở mức độ báo động chỉ 85%. Do một số thông tin trên mạng mẹ có iPad đồ á, nó nói không đúng sự thật, cái mẹ tin có một số thông tin mẹ nghe cái mẹ tin như vậy, cái mẹ không muốn chích. Một số thông tin sai lệch về cái vaccine đó, nó sẽ gây cái gì đó cho người bệnh đó, cho nên mẹ không muốn tin. Cơ sở điều trị COVID-19 tầng 2 Trung tâm Y tế Long Điền đang có 20 bệnh nhân và 50% trong số này chưa tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Những cái đối tượng mà không tiêm vaccine thì nguy cơ diễn tiến nặng là nó sẽ có xu hướng là nhanh. Đó. Và mình đòi hỏi một cái chăm sóc đặc biệt hơn, mình theo dõi nhiều hơn. Và cái nguy cơ của người ta là có thể chuyển đến cái tầng 3. Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Vũng Tàu thuộc tầng 3 điều trị bệnh nhân COVID-19 từ đầu tháng 11/2021 đến nay. 75 bệnh nhân đang phải hồi sức tích cực tại đây, chủ yếu người cao tuổi, mắc bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, huyết áp và gần 40% trong số này chưa tiêm vaccine. Thì trong đợt này thì đa số bệnh nhân là đã có tiêm được vaccine, nhưng mà đa phần thì có một số bệnh nhân vẫn chưa được tiêm mũi nào. Thì tình trạng tiêm vaccine thì nếu so với lần trước đó, thì khả năng chuyển nặng nó giảm đi. Tiến hành chuyển nặng giảm, còn một số bệnh nhân mà chưa được tiêm thì chuyển nặng rất là nhiều. Trong hơn 22.000 ca COVID-19 được ghi nhận tại Bà Rịa, Vũng Tàu, từ trung tuần tháng 10/2021 đến nay, hơn 80% trường hợp đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 nên không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 vì vậy cũng giảm còn 0,49%, tức giảm gần một nửa so với tỷ lệ tử vong ở giai đoạn trước đó. Ngược lại, những người cao tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine, chuyển nặng rất nhanh, nguy cơ tử vong rất cao.